Đây là Dường Thanh xã Hoa Định Tây, giới thiệu ngày hội đoàn thanh niên với Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 4 năm 2014, tới đây tại xã Hoa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet. Để hiểu rõ hơn, máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện của khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy những lợi ích của Internet mang đến cho xã hội. Internet giúp các cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm những thành công kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới, giúp người dân có được một phần công cụ hưởng nhiều phục vụ cho học tập, làm việc, cũng như mang lại nhiều lý thú và bổ ích trong cuộc sống.